Hai mặt bằng gồm thửa đất tại địa chỉ số 301 đường Hải Thường Lãn Ông, phường 13, quận 5 và số 1 đường Hoàng Quốc Việt, phường 4, quận Tân Bình. Hai mặt bằng này đang được sử dụng sai mục đích và không đúng theo quy định của pháp luật. Trước đó, thanh tra thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành quyết định thu hồi số tiền hơn 20 tỷ đồng là khoản lợi nhuận mà Sài Gòn Tourist thu được do sử dụng nhà đất cho thuê lại, góp vốn kinh doanh không đúng quy định đối với hai mặt bằng nói trên.